Chưa đầy 24 giờ, Jack đã xâm chiếm top trending YouTube với màn diễn live lần đầu tiên của là một thằng con trai. Vừa qua, Jack đã có màn trình diễn chính thức đầu tiên với ca khúc là một thằng con trai trong một sự kiện âm nhạc quy tụ dàn nghệ sĩ đỉnh đám. Không chỉ lần đầu diễn bản hit của mình trên sân khấu, màn tái xuất của Jack còn gây bất ngờ cho khán giả khi nam ca sĩ xuất hiện với diện mạo bảnh bao, lịch lãm nhưng không kém phần cun ngầu. Cũng trong màn trình diễn này, Jack còn lần đầu biểu diễn là một thằng con trai, với đoạn intro rap funky mở đầu cực chất. Đây có thể được xem là điểm nhấn đặc biệt nhất mà giọng ca sóng gió, dành tặng khán giả. Một hành trình rực rỡ L1TCT Funky Rap Version Jack G97. Với sức hút của mình, phiên bản live là một thằng con trai, của Jack chỉ mới lên sóng chưa đầy 24 giờ nhưng đã đáp, thẳng đến vị trí top 4 trending YouTube. Không chỉ thế, trên kênh youtube cá nhân của Jack, màn trình diễn này cũng được dê up và tiếp tục giúp cho nam ca sĩ chiếm lấy vị trí top 11 trending youtube. Như vậy, chỉ với một phần trình diễn live, Jack đã có trong tay những hai vị trí trending bao gồm 4 và 11. Màn diễn live của Jack với là một thằng con trai, đang giữ vị trí top 4 trending youtube với gần 1,7 triệu lượt xem. Và cũng là Rách với là một thằng con trai, khi được đăng tải trên kênh youtube Jack, G97 lại thu về thành tích top 11 trending cùng hơn 1,3 triệu view. Bên cạnh đó, cũng không thể không nhắc đến một video khác, cũng có sự xuất hiện của Jack đó chính là phim ngắn không thể rời mắt. Đây là phim ngắn mà Jack kết hợp cùng diễn viên Thúy Ngân trong vai trò, chị em. Sản phẩm này cũng từng khiến cho các fan nghi ngờ rằng, cả hai đang ghi hình cho một sản phẩm âm nhạc. Sau khi lên sóng, phim ngắn của Jack đang thu về gần 2,4 triệu view cùng top 9 trending YouTube. Phim ngắn của Jack và Thúy Ngân đang nắm giữ top 9 trending YouTube. Có thể thấy, dù không phải một sản phẩm âm nhạc chính thức, nhưng sự xuất hiện của Jack đang nhận được sự quan tâm không phải dạng vừa. Với phiên bản live là một thằng con trai, trên sân khấu, cộng đồng fan đom đóm của Jack thậm chí còn đang có chiến dịch cày view để giúp cho thần tượng thăng hạng lên top một trending nhanh nhất có thể. Chưa biết liệu màn live của Jack có vượt qua ngôi vương của hậu hoàng với sản phẩm nhạc chế sao đỏ đại chiến hay không nhưng sự xâm chiếm của Jack trên top trending chắc chắn đang là mối đe dọa vô cùng lớn với các video đang dẫn top đầu trending YouTube. Bạn có thể chọn nhiều mục, bình chọn của bạn sẽ được công khai. Vô cùng ấn tượng, từ diện mạo đến bài hát, cũng bình thường không có gì đặc biệt. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.